Hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Ok, thì hôm nay vẫn là chuyên mục kiếm lãi mỗi ngày với con bắn cá online anh em nhé. Nhiều anh em nhắn tin hỏi mình về cái phương pháp bắn cá kiếm lãi mỗi ngày như thế nào cho nó ok. Ok, thì hôm nay mình sẽ vừa chơi vừa hướng dẫn cái mẹo mà để mà kiếm lãi mỗi ngày với con bắn cá anh em nhé. Ôi mẹ mày, thằng này nó ăn mất anh em ạ. Mày nó ăn mất đây rồi, mẹ bù đắp ngay. Có nghĩa là bây giờ anh em phải điều chỉnh cái lượng đạn như thế nào cho nó phù hợp với cái mức vốn của mình nha anh em. Đấy, đấy là cái điều đầu tiên. Mẹ thằng này nó cay mình, nó đi cướp của mình này anh em. Nó ăn mà nó còn cay mình kìa, ảo thật sự luôn. Đấy, thì cái điều đầu tiên là mình phải điều chỉnh cái lượng vốn như thế nào cho nó phù hợp anh em. Và cái yếu tố tiếp theo bắt đầu chơi ấy, thì anh em chọn cho mình những con cá to ấy, để anh em vào cái bách khoa cá này, cứ bình tĩnh thôi anh em, không bắn lượt này thì bắn lượt sau, không phải phải vôi hết, mình cứ bình tĩnh thôi. Đấy nhá, con cá ưu tiên đầu tiên đó là con cá sấu này, con bot này, con này là nhân 200 này anh em. Thì mới vào mình chỉ cần mình làm hai con cá sấu này là mình chốt lãi ngon lành rồi. Đấy, thứ hai là con cá chép này, con cá chép này nhân 100 này. Thứ ba là con cá này, cái gì đấy tôi không biết tên của nó là gì nữa anh em ạ. Thứ tư con cá này này, cá vàng, nói chung mấy con cá to thôi anh em, mình chỉ bắn mấy con cá to thôi và mấy con cá nhỏ mình bỏ đi. Và cái con rồng này, con rồng này có nghĩa là khi mà nó nổ ấy, khi mà nó nổ là toàn bộ những con cá ở trong màn hình sẽ bị bắt đấy, sẽ bị bắt hạt bật hết luôn anh em. Thì mình cái con rồng đó thì cái xác suất nó nổ là rất là thấp, cho nên là mình có hạn chế anh em. Thì lâu lâu ví dụ như ăn thì ôi mẹ nó cướp của mình kia, nếu như ăn thì mình làm tí mà không thì thôi anh em nhá. Con mình không tập trung vào con rồng đó anh em, con rồng đó nói chung là nó khá là khó ăn anh em. Đây, con bot này là con bot mình ưu tiên này. Mẹ thanh niên này cay cú mình hay sao mà em, nó nãy giờ nó cướp của mình mà nó còn cay mình anh em ạ. Mình không cay thôi, nó đã cướp của mình thì nó còn cay mình nữa. Ôi rồi ôi thật sự luôn. Thì cái con bot cá sấu này thì nói chung là cũng hên xui anh em. Đấy, nổ ngay hai củ, thấy chưa? Thì nó cũng kiểu hên xui thôi. Nhưng mà mình bắn lâu một tí nhưng mà nó ra nó nổ phát thì lại ngon đấy. Chứ bây giờ anh em bắn mấy con cá nhỏ nhá. Anh em bắn kiểu bắn mấy con cá nhỏ kiểu nó có những con nó rất là lâu nổ anh em, không phải là nhỏ là nó nổ đâu. Rất là lâu nổ anh em ạ. Đấy, cho nên là bắn thì nổ thì được ít mà nó nổ lâu đấy anh em, cho nên là cái xác suất mà mình lỗ là rất là lớn đấy anh em. Đấy, cứ mấy con cá to thôi, kinh nghiệm của tôi là mấy con cá to thôi. Bây giờ anh em bắn lâu một tí nhưng mà nó nổ thì anh em cũng không lỗ là bao nhiêu, đúng chưa? Đấy, nãy giờ thì mới vào tí là mẹ lãi gần 3 củ rồi anh em, ngon chưa? Chủ yếu là anh em cái kinh nghiệm anh em như thế nào và anh em muốn kiếm bao nhiêu thôi. Thực ra bắn cá mà để kiếm lãi mỗi ngày khoảng 3 đến 5 củ thì nó cũng không khó anh em ạ. Đấy, tôi nói thẳng ra là không khó. Nhưng mà phải đúng cách nữa kìa. Phải đúng cách nha anh em. Chứ bây giờ vào cứ bắn lan man, gặp con nào cũng bắn. Anh nhớ anh em kiểu tâm lý nhiều anh em chơi bắn cá mà mẹ sờ nó qua mất màn anh em ạ. Sự nó qua mất màn nên là con cá nào anh em cũng chêm vào, con cá nào anh em cũng chêm vào. Đấy, như thế thì rất là dễ thua anh em nhá. Cứ phải bình tĩnh thôi. Nó qua thì mình bắn lại con khác thôi, vấn đề gì đâu. Tôi sẽ cướp con rồng của thằng này này, mẹ cho nó cay này. Đợi tí đi, đợi nó bắn thêm một tí đi. Rồi nó qua màn rồi anh em ơi, qua màn mới rồi. Không, đi, mẹ mày, tao sẽ cướp cho mày cay này. Đầy rồi. Đấy, cay, mẹ thanh niên cay. Có thằng cay, mẹ mày. Bây giờ tao chỉ có đi cướp của mày thôi. Đấy, giờ mày cướp của tao rồi. Cứ bắn đi. Mẹ mày cho mày bắn. Ôi, mẹ mày chưa vào kịp kìa. Chắc chắn nó sẽ cướp của tôi này. Đấy, nó cay con rồng anh em ơi, nó cay con rồng. Trẻ mày cay lắm. Bắn cả ngày rồi, mình vào mình chơi mai phát là nổ anh em. Như thế thằng nào chả cay, mẹ mày. Không cay mới lạ anh em ạ. Thì cướp cá cũng là một cái cách để mình kiếm lãi mỗi ngày, nó ok nhá. Cướp cá cũng là một cái cách hay đấy, nhưng mà mẹ mày cũng phải phù hợp một tí nhá, chứ không phải là mẹ cứ cướp là được đâu. Nhiều lúc bị cướp thì cũng cay lắm anh em, nhiều lúc mà mẹ để bị cướp thì cũng khá là cay anh em ạ.
Cho nên là chơi thì phải biết chọn lọc mà chơi. Nhiều anh em bảo là sao em chơi mẹ toàn thua ấy. Đó là cái lý do, đó là anh em kiểu hay bắn lan man quá. Con nào anh em cũng chơi, con nào anh em cũng dí vào thì thua là đúng rồi. Đấy, nãy giờ tôi anh em thấy tôi bắn với một cái phong thái rất là bình tĩnh. Đấy, hiện giờ thì đã lãi gần 5 củ rồi. Anh em thấy nhẹ nhàng không? Tôi chơi rất là nhẹ nhàng anh em ạ. Tôi chơi rất là nhẹ nhàng. Đấy, mấy con cá này tôi không chơi. Mấy con cá mẹ mày nhỏ nhỏ này tôi không chơi anh em nhé. Tôi chỉ tập trung chơi mấy con cá lớn thôi. Thì chỉ cần khoảng mình may mắn khoảng 4-5 con đấy, kiểu như thế là nó ok thôi, thấy chưa? 5 củ ngon lành luôn. Đấy, tầm này thì tôi sẽ không chơi nữa, hoặc là tôi sẽ, nếu như đang muốn chơi tiếp thì tôi sẽ hạ cái mức mức tiền xuống anh em. Đầy rồi, làm tí rồng cho nó máu me này. Tôi sẽ bắn ngay từ đầu với thằng này này. Mẹ mày đi xem thằng nào ăn này. Ôi qua màn rồi, qua màn rồi, qua màn rồi. Biệt ngay mà. Đấy anh em thấy chưa? Rất là đơn giản. Rất là đơn giản luôn. Nhưng tuy nhiên là mình phải chơi thật sự rất là bình tĩnh, mình phải chơi phong thái là mình tao đang thắng này, mình phải luôn giữ cái phong thái là đang thắng anh em ạ. Đấy, thì mới mới dễ ăn được anh em. Cái map này để anh em bỏ qua cho tôi nhá. Map này là cá nó đi nhanh và rất là khó nổ anh em ạ. Đấy, theo kinh nghiệm của tôi thì cá này, cái map này cá nó đi rất là nhanh và cái khả năng nổ của rất là thấp. Đấy, anh em xem này, thằng này nó bắn có nổ đâu. Tôi kinh nghiệm những cái map này đấy anh em ạ. Tôi kinh nghiệm những cái map này rồi. Đấy, cứ bình tĩnh thôi, những cái map này ta bỏ qua đi, đợi cái map sau ta chơi, không được gì phải vội anh em ạ. Một cái yếu tố để mà quyết định chiến thắng khi bắn cá là không vội vàng. Đấy, tôi nói thẳng với anh em như thế luôn, cái yếu tố để mà quyết định là mình chiến thắng không vội vàng, cứ từ từ thôi. Em không bắn con này bắn con khác, chứ không phải là anh em hôm nay anh em không bắn thì ngày mai nó mất đâu, hoặc là cái map này anh em không bắn thì nó sẽ mất mất luôn đâu anh em. Việc gì phải vội vàng đấy, thằng này nó bắn nãy giờ có nổ đâu, em thấy chưa? Nãy giờ nó bắn lan man nãy giờ có nổ đâu. Đấy, bắt đầu bây giờ bắt đầu tôi mới chơi này, bắt đầu tôi mới chơi này. Con cá này nó cũng hay nổ nhanh nhanh em này. Đây đây đây, quay lắc kìa, lắc kìa, lắc kìa, lắc kìa. Đây này, con này này, quay mẹ mày lắc anh em ơi, lắc kìa. Mai lèo cái mạng của tôi mẹ, cái mạng của tôi nó đợt này nó gặp vấn đề gì anh em, đã kêu thử đến sửa rồi mà nó làm đến nó ngoáy ngoáy mấy cái. Mẹ nó bảo là hiện nay là tình trạng chung, nó hiểu kiểu gì luôn, nó bảo tình trạng chung như thế thì em biết 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 nói thế nào đây nha, chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Nó bảo tình trạng chung như thế thì chịu khó đi, vãi lèo. Mình mẹ em kiểu câm nín luôn anh em. Đây rồi, làm tí rồng đi. Lúc này mẹ em đã ăn rồi thì cứ bắn rồng bắn đồ thôi, khi mà đã ăn rồi thì cứ bắn rồng thôi. Hiểu thanh niên là bắn cái gì đang lắc này nhá, đang lắc sao nhỉ? À, thanh niên này cũng bắn rồng kìa, cũng đam mê mày cướp cướp đồ hàng à. Ok, không nổ rồi, không nổ đấy nhá, nhìn là biết không nổ rồi đấy. Anh em thấy chưa, con rồng nó xác suất con rồng nó đổ là rất là thấp, cho nên là tôi hạn chế chơi rồng mà nhá, tôi rất là hạn chế bắn rồng. Thi thoảng mẹ anh em nào giữa này bắn thì tôi cũng chõ vào cướp tí cho nó vui thôi, chứ tôi ít khi tôi bắn rồng lắm. Cứ cá sấu là tôi đã ưu tiên đầu tiên này nhé, cứ con cá sấu là ưu tiên đầu tiên, xong đó là mẹ đến con cá chép om dưa, cá chép vàng và mấy con cá màu vàng này, mấy con cá béo này, mấy con cá này hình như là cá nhà táng anh em nhỉ. Đấy, thanh niên nãy giờ bắn lan man này hết tiền rồi này, nãy giờ bắn lan man hết hết vô tiền quá, chạy rồi, sợ rồi, sợ rồi, sợ rồi anh em ơi, sợ rồi. Đấy, đấy cái kiểu mà chơi mà không 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 biết tính toán ấy, không biết phân bổ ấy nhá, là nó như thế đấy. Đấy mẹ, con rồng này nhiều lúc thì bắn phát nó nổ ngay, nhiều lúc thì lại bắn nửa ngày không nổ. Ok, thì hôm nay là vừa vào chơi mẹ tầm 5-7 phút như thế là kiếm 5 củ ngon lành cho anh em, hơn 5 củ của anh em nhá, 5 củ 300. Đấy, ok, hôm nay là tôi lên một cái video ngắn để chia sẻ với anh em mà cách mà để mình kiếm một cái nguồn lãi ổn định mỗi ngày với con bắn cá online. Hy vọng là qua cái video của tôi thì anh em có thể rút ra được một cái kinh nghiệm và có thể về bờ thành công. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.